Bấm máy cực nhanh, một câu hỏi xuất hiện trong đề thi đại học. Đề bài cho AB là hai số thỏa mãn điều kiện lớp A của B bằng căn 3 và yêu cầu tính giá trị biểu thức P. Thật ra câu này làm tự luận cũng được nhưng nó sẽ dài hơn so với cái mẹo mà sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các em nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là đề bài cho lớp A của B bằng căn 3 thì điều này đồng nghĩa với việc đó chính là B của chúng mình này chính là bằng A mũ căn 3, đúng không nào? Đó. Và đến bây giờ thầy sẽ dùng mẹo là chuẩn hóa số liệu khi thầy sẽ chọn A bằng 2. Và thật ra rất nhiều bạn sẽ thắc mắc là à thầy ơi, tại sao lại chọn A bằng 2 vậy? À bởi vì trong tình yêu chỉ có hai người đúng không nào? Cho nên số 2 là một số rất đẹp. Tuy nhiên các em có thể chọn số A là một số bất kỳ khác nhé. Rồi vậy thì với A bằng 2 như vậy thì thầy Duy sẽ có được đó chính là B bằng 2 mũ căn 3, đúng không nào? À có A, có B rồi, thay vào biểu thức P bấm thôi, đúng không nào? Rồi thực hiện bằng máy tính này. Ở đây thì thầy sẽ có là lưu biến cho nhanh nhé. Rồi số A chúng ta lưu bằng biến A này. Đó, tiếp theo là 2 mũ căn 3 đúng không? Thì thầy Duy sẽ lưu nó bằng biến B nhá. Rồi, store B, ok chưa nào? Rồi, bấm biểu thức P nhá. Lốc này, à ở dưới cơ số ở đây là căn B, đúng không ạ? Rồi, sau đó là bạn chia cho A. Bên trên này thì thầy sẽ được là căn quả gì? Căn quả B chia cho A nhá. Rồi, thao tác cuối cùng thôi. Đến đây là cả lớp bấm dấu bằng nhá. Nào, thầy có được như sau này. À, đáp án là trừ 2,732. Đối chiếu kết quả ở các đáp án và khoanh nhá.